Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mình mới làm ra, đó chính là cái sản phẩm máy tính toán, máy tính toán phiên bản đầu tiên của mình. Thì cái này nó không giống với mấy cái máy tính thiệt đúng không? Bởi vì nó chỉ là ghi chữ xong rồi nhắn vô tính đáp án không. Vì đây là phiên bản đầu tiên nên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Thì trong này thì chúng ta chỉ có thể tính bằng hai cái giá trị 1, giá trị 2, chỉ với những cái phép tính này không, 6 cái phép tính này. Và chúng ta chỉ có thể tính bằng hai cái giá trị không nha, cho chúng ta không nữa cộng ba cái giá trị được, nó chỉ có hai cái giá trị trong này thôi. Rồi thì ví dụ như là mình ghi 20 đây, giá trị 20, giờ mình chỉ cần cộng trừ nhân chia hay gì đó, mình thấy cái dấu đây đúng không, mình nhấn vô là nó sẽ có những cái phép tính trong này đúng không, mình chọn cầm trước đi, mình nhấn vô tính, nó đáp án nó sẽ hiện lên trong này, nó ghi là 30. Vậy là trừ, nhấn nút tính, nó chỉ là 10. Và 20 là giá trị thứ nhất là 20, giá trị thứ hai là 10, nó sẽ trừ nhau bằng 10. Rồi tiếp theo là nhân. Nhân thì cũng biết rồi, nó sẽ nhân 20 nhân 10 là vậy đấy bằng 200. Còn chia ấy thì bỏ 2 số 0 này đi, còn 2 chia 1 là 2, đáp án nó chỉ là 2. Còn hai cái chia lấy số nghiêng này thì cái này thì cái đầu tiên đó chứ là chia lấy dư, nó không có nói cái phép số chia đó, mà là nó sẽ lấy số dư của cái để chia ấy. Giống như bỏ số thập phân lấy số dư không, giống như 25 mới 10 đây, vậy là 10, vậy là 20 nó chia cho 10 được, 30 nó chia cho 10 được, nhưng mà có điều là 25 nó không có chia hết cho 10. Rồi ta sẽ lấy dư là mấy nha. Đấy, 20 chia 10 được, bỏ đi, thằng không đúng không? Dễ, mình đang tính nè. Số dư nó sẽ là 5. Đúng theo luôn. Giờ mình đặt là 5 thì nó không có số dư, giờ nó chia hết rồi. Mình đặt số 4 đi. Vậy là số 24 nó chia hết cho 4, nhưng mà 25 nó không chia hết cho 4. Vậy là lấy 25 trừ cho 24, vậy là 1 đúng không? Vậy là số dư là 1. Mình lấy tính, nó chỉ bằng 1 đi. Hay là mình có thể lấy 3 với 4 đi, nó chỉ ra bằng 3. Giờ không là đáp án sẽ là số 0. Vậy là không phải mấy, số 0 rồi, nó chỉ dư 3. Còn âm 2 thì nó chỉ là âm 2. Vậy thì tiếp theo đó chính là chia lấy số nghiêng. Thì cái này là chúng ta sẽ chia cái là cái số đó, rồi chúng ta chia lấy số nghiêng ấy nha. Chia cho 8 chia cho 4 thì nó sẽ không rồi. Chưa. Để giờ mình lấy số 9 đi. Thì nó sẽ bằng 2. Là 9 chia cho 4 ấy thì nó sẽ là số nó sẽ chia số nghiêng là nó chia chắc chắn chỉ bằng 2 phẩy mấy, nhưng mà người ta bỏ 2 phẩy mấy luôn, đặt là 2 vậy. Còn ví dụ như là 10 đây thì nó sẽ là bằng 2 thì như vậy. Còn cái việc mà số 8 hay chia thì nó sẽ ăn thua, nhưng mà nó không, nó là mình sẽ sửa lỗi về đỡ link dưới phòng một tệ mới về update cái link lại nha. Rồi giờ mình đã giới thiệu cái sản phẩm này rồi thì mình sẽ đỡ cái link tải ở dưới phòng một tệ, và mình sẽ sửa cái lỗi chưa lấy số nghiêng này và update lại cái link nha. Giờ xin chào các bạn và bye bye.